quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Văn phòng khu ủy khu 5 đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban thường vụ Đảng ủy quân khu 5 làm việc với Ban thường vụ các tỉnh thành ủy. Các phóng sự hồi ức của đồng đội về liệt sĩ Trần Văn Thời. Sao vuông vượt nắng luyện rèn. Cựu chiến binh đi đầu trong phát triển kinh tế. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Tại Đà Nẵng, Văn phòng Trung ương Đảng long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5. Dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Khu 5 có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, là hành lang nối hai miền Nam Bắc, nơi giao tiếp với Lào và Đông Bắc Campuchia, là bàn đạp tỏa ra các vùng chiến lược. Từ khi hình thành, Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã cùng các ban ngành thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Thường vụ Khu 5 lãnh đạo chỉ đạo từng bước đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của địch. Sự ra đời của Văn phòng Khu ủy Khu 5 đã khắc ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ, nhân viên không quản gian khổ, hy sinh, mồ hôi xương máu công sức của mình trên chiến trường Khu 5 đã góp phần chung vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Với những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cán bộ chiến sĩ, nhân viên văn phòng đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng hơn 2.000 huân huy chương các loại, hàng trăm danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, hàng ngàn kỷ niệm chương của các ngành, một đồng chí được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, còn 63 đồng chí hy sinh, hàng trăm người bị thương, nhiễm chất độc hóa học cần được giúp đỡ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Khu ủy Khu 5. Đây chính là sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân về những thành tích đặc biệt của Văn phòng Khu ủy Khu 5. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Đắk Nông, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2019. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Với chủ đề Đường Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh, biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc, hội thảo đã tập hợp 80 báo cáo tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, địa phương, của các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, các vị lão thành cách mạng, nhà nghiên cứu, những người đã tham gia lãnh đạo, chỉ huy và trực tiếp chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Các tham luận đã làm rõ tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện trọng đại, sự ra đời đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, góp phần làm rõ những nhân tố cơ bản làm nên thành công của tuyến đường vận tải chiến lược, gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân vì mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Đồng thời luận giải các phương thức vận tải chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Vai trò của tuyến chi viện chiến lược này trong mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu, tình nghĩa thủy chung giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của mỗi dân tộc, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình, chí nghĩa có hiệu quả của chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV8 với chủ đề
Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây, giao điểm Trường Sơn. Chương trình với nhiều tiết mục văn nghệ, tái hiện lại một thời bi hùng, hoa lửa của những chiến sĩ Trường Sơn anh dũng và kiên trung. Cũng trong thời gian này, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia, thôn Đồng Tiến, xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ, nhân viên ban hành lang đường Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, 16 giờ ngày 30 tháng 10 năm 1960 là giây phút hai đoàn công tác B-90 từ miền Bắc vào và C-200 từ miền Nam ra gặp nhau tại ngã ba suối Đắc Rờ Ti, đường Trường Sơn đã thông suốt. Chỉ trước đó 2 tháng, thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn B-90 là anh Trần Văn Thời đã xung phong vượt sông tìm cách bắt liên lạc với đoàn C-200. Anh chính là người đầu tiên hy sinh trên đường Trường Sơn lịch sử. Trong những người đã chứng kiến cái chết của anh, chỉ còn lại ông Ao Sĩ là người bạn thân nhất, nguyên cũng là cán bộ đoàn B-90. Mỗi năm vào tháng 9, có một người lính già trở về vùng kháng chiến xưa, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trần Văn Thời, người bạn thân thiết nhất cùng đi trong đoàn B-90, đã nằm lại với núi rừng Đắk Nông 60 năm trước. Khi mà mở cái đường đó thì anh Thời đi trong cái cánh phía đông. Lúc đó là tháng 8, nước sông nó dâng đầy. Thì anh nóng lòng là muốn sớm để gặp cánh đông Nam Bộ để nối thông đường hành lang Nam Bắc. Thì anh là người với xung phong, nó có cái động lực. Mà khi đi thì hứa hẹn với Bác Hồ với các đồng chí trung ương là bằng mọi giá phải hoàn thành được nhiệm vụ là nối thông được con đường này. Cho nên khi lội qua thì chẳng may anh bị dù cái mối dây mình cột cũng đơn giản là qua để bên kia mình giật ra được mình cột cái dây đó. Thì trong lúc cái tay chân quay là khuấy động chống với cái dòng nước lũ đó, thì nó mạnh cho nên nó xuất ra anh trôi đi luôn. Hòa bình, trở về quê cũ, gia đình anh Trần Văn Thời cũng không còn ai để hương khói. Ông Sĩ lập bàn thờ bạn ở xã Phú Lý. Hàng năm đều cùng người dân ở đây làm lễ dỗ cho anh. Bây giờ thì điều mong mỏi nhất của các chú với chú Thời là gì? Chú nói ở đây, chú nói về tâm cái đường của chú. Trong tâm của chú và cũng như thay lời cho anh em của đơn vị. Cái việc mà công nhận anh là liệt sĩ thì tới giờ phút này vẫn chưa được công nhận. Cho nên cứ trăn trở hoài, cứ muốn sao cho đó. Bởi vì nói con đường hành lang nối liền Nam Bắc là có xương, có máu của anh em mình. Vậy là ai? Trần Văn Thời là một trong những người đầu tiên hy sinh cho cái tuyến đường đó. Thì chú nói rất là danh dự, mà bây giờ mình không nói gì với những con người đó là mình có lỗi quá đi chứ. Đây, một ít qua rừng cộng với tấm lòng có anh em đây thương nhớ Trần Văn Thời đây. Con gỡ theo dòng nước mang đến chú mày. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Nam và Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ. Tại các buổi làm việc, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã thông báo kế hoạch phương án diễn tập khu vực phòng thủ của các tỉnh, thành năm 2019. Nhiều nội dung mới trong diễn tập được thống nhất và thảo luận. Các ý kiến tại các buổi làm việc đều nhấn mạnh đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, nhiều nội dung, nhiều thành phần và lực lượng tham gia. Đến thời điểm hiện tại, các bộ phận tham gia diễn tập đang tích cực chuẩn bị văn kiện, kế hoạch tổ chức luyện tập, thuần thục các nội dung, bảo đảm cho diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối. Các tỉnh
tình huống được dự kiến trong diễn tập sẽ là cơ sở để giúp các địa phương chuẩn bị các phương án sát với thực tế, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Qua diễn tập, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cùng đi có Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu. Sau khi kiểm tra thực tế công tác sẵn sàng chiến đấu tại đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam và huyện đảo Lý Sơn, nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai có hiệu quả các phương án theo chỉ thị mệnh lệnh của trên, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách đến tham quan và du lịch. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần khắc phục những khâu yếu mà đoàn kiểm tra chỉ ra, tổ chức huấn luyện sát thực tiễn, nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng giữa các phân đội. Các đơn vị phải gắn khu vực phòng thủ của địa phương với nơi đóng quân, phối hợp chặt chẽ với địa phương, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh. Trong kế hoạch kiểm tra các đơn vị, Trung tướng Nguyễn Long Cắng, Tư lệnh Quân khu đã có buổi kiểm tra tại Lữ đoàn Công binh 270 về công tác chuẩn bị phục vụ cho diễn tập. Phục vụ kiểm tra còn có lãnh đạo chỉ huy các lữ đoàn binh chủng trực thuộc quân khu. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo phương án chuẩn bị thao trường vượt sông và công tác phối hợp với các lực lượng liên quan trong diễn tập, Trung tướng Nguyễn Long Cắng đánh giá cao các đơn vị có sự chủ động trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu lữ đoàn bám kế hoạch của trên, chủ động khảo sát thực địa, bố trí lực lượng, tổ chức huấn luyện các lực lượng sát với đặc điểm tình hình địa bàn, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vũ khí, trang thiết bị, động viên tư tưởng bộ đội, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các mối quan hệ, làm tốt công tác dân vận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập và an toàn tuyệt đối. Cũng trong dịp này, Trung tướng Nguyễn Long Cắng cùng đoàn cán bộ quân khu đã tổ chức kiểm tra tiến độ thi công đường tuần tra biên giới đoạn đi qua tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trang bị cho chiến sĩ dân quân nắm vững những nội dung kỹ chiến thuật chiến đấu cơ bản, Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng trong tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tại địa phương. Dù diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng vất vả, nhưng cán bộ chiến sĩ đều chung quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Trong không khí rộn ràng mùa huấn luyện, các chiến sĩ Sao Vuông, quận Liên Chiểu đang miệt mài, hăng say tập luyện. Trong số lực lượng tham gia huấn luyện có vợ chồng anh Nguyễn Quang Hà và chị Võ Thị Hiền. Dù đã sang tuổi 35, nhưng mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, cả hai đã cùng đăng ký tham gia lực lượng dân quân địa phương. Khúc này lần này thì hai vợ chồng tôi đều tham gia lực lượng dân quân của phường Hòa Khánh Nam. Thì tuy mặc dù là công việc gia đình, nhưng gia đình tôi vẫn sắp xếp để cho nó thu gọn để hoàn thành cái công việc mà huấn luyện. Dù thời tiết cũng có nắng nóng ở bức, nhưng mà mấy anh em trong lực lượng dân quân vẫn cố gắng tập luyện để hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Hầu hết các chiến sĩ đều là dân quân năm thứ nhất, chưa quen với điều kiện huấn luyện. Việc thực hành khẩu lệnh, động tác còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, Ban Chỉ huy Quân sự quận Liên Chiểu đã tiếp thêm sự tự tin cho các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Trong cái đợt huấn luyện này thì so với lại các bạn nam thì các bạn là gặp nhiều khó khăn hơn là do thời tiết khắc nghiệt và sức khỏe thì lại không bằng các bạn nam. Và để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân, khắc phục những khó khăn mà như thời tiết hay là công việc của bản thân thì tụi em cũng sắp xếp công việc như là đem việc về nhà làm hoặc là tranh thủ giờ trưa. Đợt này, các chiến sĩ dân quân quận Liên Chiểu được phổ biến cụ thể tính năng, cấu tạo các vũ khí trang bị được biên chế, huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh. Để giúp các chiến sĩ Sao Vuông nắm bài hiệu quả, đội ngũ giáo viên đã tích cực bám thao trường, uốn nắn từng yếu lĩnh động tác,
các phường đội luôn thực hiện nghiêm việc theo dõi, bảo đảm quân số tham gia huấn luyện. Đến thời điểm này thì qua thời gian huấn luyện của từng đề mục thì cuối buổi huấn luyện chúng tôi đều tổ chức hội thao đánh giá kết quả, thì cơ bản các đồng chí nắm được nội dung và nắm được các đề mục, vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường, và các buổi kiểm tra ngắm thì các đồng chí cũng ngắm được vào mục tiêu, nhìn nhận đến thời điểm nào là cơ bản hoàn thành được các đề mục huấn luyện trong đợt huấn luyện này. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, nghiêm túc trên thao trường bãi tập, cán bộ chiến sĩ hăng say trách nhiệm, đó là tiền đề cho một mùa luyện quân thắng lợi của lực lượng vũ trang quận Liên Chiểu. Thưa quý vị và các bạn, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh những năm qua luôn được cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông triển khai những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực. Tiêu biểu là cựu chiến binh Trương Quang Hùng là tấm gương sáng đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Ngãi, năm 1982, ông Trương Quang Hùng nhập ngũ và tham gia huấn luyện tại Đà Nẵng, quân khu 5. Năm 1985, ông xuất ngũ trở về địa phương. Với hai bàn tay trắng, không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, ông quyết tâm cùng gia đình vào Đắk Nông lập nghiệp. Lãi ngắn nuôi dừa, sau thời gian đến bây giờ thì gia đình cũng được ổn định. Còn cái thì hai đứa thì học đại học, cũng ra trường rồi, một đứa thì cô đảng, cũng có gia đình. Hồi ấy, cả vùng này toàn là cây cỏ dại và rừng núi bạt ngàn heo hút. Với tính ham học hỏi, ông đã mạnh dạn trồng hồ tiêu, cà phê, cao su và các cây trồng khác cho năng suất cao, ít bị sâu bệnh. Cùng với đó, cựu chiến binh Trương Quang Hùng chủ động hợp tác, liên kết giữa các gia đình cựu chiến binh nhằm phổ biến, trao đổi cách thức làm ăn, cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Qua cái thời gian sinh hoạt hậu thì thấy hội viên vẫn còn khổ. Có người thì khó khăn, rồi có hội viên thì muốn nuôi bò mà không có bò để nuôi. Cho nên là hai vợ chồng bồng bạc là cho hội viên mỗi người là mượn một cặp bò cá để sinh sản. Sau thời gian mà con mà 6 tháng trở lên thì nó bỏ bú hoặc là nó biết ăn mạnh rồi thì tôi sẽ đưa cặp bò nó về cho hội viên khác. Biến từ không thành có, từ không có bò mà lại trở thành có bò. Đồng chí Trương Quang Hùng này cũng gần gũi để chỉ bảo về những cái kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, cây tiêu. Gia đình chúng tôi thì cũng rất là cảm ơn có một đồng chí chi hội trưởng đã gần gũi và sâu sát giúp đỡ hội viên như vậy. Đến nay, gia đình ông đã có tổng 12 hecta cây cao su, hồ tiêu và cà phê xen canh đang cho thu hoạch, 1 hecta ao thả cá, 70 con bò, với thu nhập bình quân đạt trên 400 triệu đồng một năm. Kinh tế gia đình tương đối vững, ông còn có điều kiện giúp đỡ anh em hội viên hội cựu chiến binh xã, bà con thôn xóm về kỹ thuật và con giống. Cựu chiến binh Trương Quang Hùng còn là người đi đầu trong tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần đời sống mới ở khu dân cư. Đồng chí Trương Quang Hùng là hội viên thì có nhiều đóng góp cho phong trào ở địa phương, như là xây dựng đường giao thông nông thôn. Thì bản thân đồng chí Trương Quang Hùng đã đóng góp là hơn 90 triệu đồng. Ngoài ra phát triển là giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bờ dột nát. Thì đồng chí Hùng đã cho hội viên, nhiều hội viên mượn tiền không tính lãi. Đây là một cái điểm sáng và cần nhân rộng ra cho nhiều cái chi hội khác trong toàn xã. Nỗ lực vươn lên chiến thắng đói nghèo lạc hậu và tích cực giúp đỡ cộng đồng của cựu chiến binh Trương Quang Hùng được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận. Nhưng với ông Hùng, niềm vui hơn cả là giúp đỡ các hội viên hội cựu chiến binh xã và bà con trên địa bàn về nguồn vốn làm ăn, vật nuôi, vươn lên ổn định cuộc sống. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.